thì đấy là những sản phẩm tốt, chủ yếu là nó dùng, nó không được dùng lâu như những cái sản phẩm pha nhiều sợi. Hello, lại là mình Ngọc Anh, Boss Nghiệp đây. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, làm cách nào để em biết được cái việc mà cái hàng của mình ý, nó có nhiều sợi cốt tông hay nhiều sợi ni lông hay không. Thì có những đặc điểm như thế này các bạn sẽ chú ý này. Khi mà mình dùng sản phẩm hoặc là kể cả sản phẩm đấy chưa bao giờ được treo ra, chưa bao giờ được dùng, vẫn ở trong túi bóng, thì có những sản phẩm như thế này mình sẽ phải gặp trường hợp đấy này. Thứ nhất là mình bỏ ra nó bị cứng. Thứ hai, mình bỏ ra nó vẫn mềm. Với những sản phẩm mà mình bỏ ra ấy, mà mình vẫn nguyên túi bóng, mà mình bỏ ra hoặc là treo một thời gian mà mình bỏ ra ấy, mà nó vẫn cứng ấy, thì đấy là sản phẩm pha nhiều sợi poly, tức là sợi ni lông mà bên chuyên ngành của mình hay thường gọi là sợi ni lông ấy. Các bạn bên ngoài các bạn hay dùng từ poly, nhưng mà bên mình hay dùng sợi ni lông. Và tất cả những ai mà đi mua hàng từ vải hay là từ sản xuất quần áo thì thường người ta hay gọi là sợi ni lông sẽ dễ hiểu hơn, đặc biệt là dân Ninh Hiệp nhá. Thì những cái sợi vải như thế nó sau một thời gian nó bị oxy hóa, cũng như cái việc mà một cái túi bóng của mình ấy nó bị oxy hóa thì các bạn thấy là tự nhiên nó cứ cứng lại, thì những cái quần áo đấy nó cũng bị như thế. Cái sợi của nó pha quá nhiều sợi poly thì nó pha quá nhiều sợi ni lông ấy, thì tự nhiên nó cứng lại mà cảm giác cái độ mềm không còn nữa. Xong rồi khi mà mặc ấy, thì mình cảm giác nó rất là khó chịu. Rồi khi mà mình bán cho khách hoặc là mình không bán hàng đấy cho khách ấy, thì mình vẫn cảm giác là nó không được như lúc ban đầu nữa. Thì đấy là lý do. Còn với những cái hàng mà mình sờ mà mình thấy ngược lại, mình thấy nó mềm mại này, và có những cái sản phẩm mà mình bản thân chúng ta dùng ấy, như kiểu những cái áo cốt tông như thế này ấy, mà khi mà mình dùng ấy thì sau một thời gian tự nhiên nó có những cái lỗ ở trên tay áo hoặc trên thân áo ấy, mà không có một cái tác nhân nào tác động vào, tự nhiên nó bị lỗ ra ấy, thì đấy là hiện tượng mùn sợi vải, cũng là hiện tượng oxy hóa của cái sợi vải cốt tông. Thì đấy là những cái sản phẩm được tạo lên từ rất nhiều sợi cốt tông. Theo đánh giá của mình thì đấy là những sản phẩm tốt, chủ yếu là nó dùng, nó không được dùng lâu như những cái sản phẩm pha nhiều sợi poly. Thì trong cái ngành dệt vải ấy, thì người ta hay pha thêm một vài cái sợi gọi là sợi hóa học ấy, để làm cho cái miếng vải của mình nó có độ dai hơn. Thì đấy là lý do tại sao mà mình thấy là có những bạn cứ hay thắc mắc là tại sao áo và sản phẩm của em bị cứng, hoặc là có những bạn cứ thắc mắc là tại sao em không làm gì, không tác động gì mà áo của em nó mặc ấy, nó bị mủn, nó cứ bị lỗ ấy. Thì đấy là lý do nhá. Nếu có câu hỏi gì thì hãy comment ở dưới, hãy like và subscribe. Ok, bye bye.